Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam nên các bạn đã bước qua cuối tuần ngày thứ bảy rồi. Và hôm nay đó Thuận sẽ làm một cái video ngắn hình thường lệ, chủ yếu là có những thông tin lớn thì muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thông tin liên quan đến Chủ tịch John Powell đã nói gì ngày hôm nay các bạn, nhưng mà chứng khoán vẫn kết thúc là một màu xanh. Chúng ta cũng có nhiều thông tin liên quan tới Bitcoin Smart ETF. Như là nhiều bạn đã biết, thường chia sẻ với các bạn trong những video gần đây đó là chúng ta còn 5 tuần nữa là sẽ biết kết quả cuối cùng là được thông qua hay là không cho iconvest thì từ đây đến đó đó chúng ta sẽ có được nhiều những thông tin và hôm nay cũng không ngoại lệ chúng ta cũng có nhiều những thông tin ở bậc khác liên quan tới el salvador các bạn liên quan tới colombia và nhiều những thông tin ở bậc khác nhưng mà đầu tiên hết đó, như là nhiều bạn đang mong muốn thường đã bận lời cáo này ngày hôm nay chúng ta đã bận cáo này cách đây hai ngày và chúng ta đã thấy được là bitcoin đã thành công giữ được hơn cái mức 38.000 đô bây giờ là 38.750 đô hy vọng cáo này có thể giúp chúng ta tiếp tục đẩy lên nữa các bạn <laughs> thường nay giỡn với các bạn mà thôi chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tin tức lớn đó chính là thông tin liên quan đến fed các bạn hôm nay đó thì chủ tịch john powell đã phát biểu trước hết đó chúng ta có thể thấy được chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay kết thúc thì vẫn là màu xanh Chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đã tăng 0.55%, chỉ số S&P 500 đã tăng cũng tương tự các bạn 0.59, nhưng mà Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0.82%. Tóm lại thì thị trường ngày hôm nay đã, đã mở đầu cái tháng 12 này bằng một màu xanh các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì giảm chút xíu, giảm khoảng chừng là 2% ở mức là 74 đô 38 cent cho một thùng dầu hiện tại và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó hiện bây giờ ở mức 2091 đô các bạn đó chính là cái mức rất là cao trong lịch sử của vàng rồi chúng ta nhìn thấy được là hôm nay tăng 1.68% về crypto đó thì chúng ta đã thấy được là giá bịch hồi đã hơn 38.000 đô bây giờ là 38.765 hồi sáng này ra đã có lúc tới mức là 39.000 đô tùy theo là các bạn nhìn vào sàn nào Ethereum đó thì các bạn thấy được là cũng có sự tăng trưởng hôm nay tới gần 2.100 đô bây giờ là 2091 thì những gì mà Fed đã chia sẻ hôm nay các bạn mà nó có ảnh hưởng như thế nào thật ra đó mới đầu khi mà đọc thông tin các bạn thấy được là thông tin nó cũng khá là nhiều hâu khi mà chúng ta nghe những cái thông tin như là chủ tịch John Powell nói là còn quá sớm để đưa ra các suy đoán về khi nào thì mới giảm lãi suất và ông nói thêm là Fed sẵn sàng siết chặt hơn nữa nếu như điều đó trở nên phù hợp Wow các bạn mới nghe thì rất là nhiều hâu Nhưng mà thật ra đó thì các bạn đọc kỹ thông tin thuận thiệt không có thời gian hồi sáng này để mà xem tất cả lời phát biểu của chủ tịch John Powell nhưng mà khi mà đọc hết thông tin á, thì thật ra dòng điệu này nó bồ câu hơn các bạn nghĩ tại vì chủ tịch John Powell chỉ nói gì thôi nhưng mà ông ta lại bổ sung thêm là ngay bây giờ đó thì lãi suất đã ở cái mức có thể tiếp tục đẩy được lạm phát và nói chung đó thì ông rất là hài lòng với lại tiến triển của lạm phát Đó đang di chuyển về cái xu hướng cần thiết có nghĩa là trở về cái mức khoảng chừng là 2% các bạn bây giờ vẫn còn cao nhưng mà đang trên đường trở về cái mức đó và hiện bây giờ đó thì đó với lại chủ tịch John Powell cái rủi ro siết chặt quá mức hay là cái rủi ro không siết đủ chặt thì nó cân bằng hiện bây giờ đó là điều rất là quan trọng chúng ta cũng đã từng nói đến cái giọng điệu của chủ tịch John Powell trước đây đó là lúc nào cũng nói là không vẫn chưa đủ vẫn chưa đủ khả năng là sẽ tiếp tục tăng tiếp tục siết chặt cái nguồn tiền nhưng mà chúng ta đã thấy được là bắt đầu từ cái cuộc họp của cái đợt vừa rồi cuộc họp kế tiếp đó là khoảng chừng 2 tuần nữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đã chúng ta đã thấy được là cái giọng điệu của Chủ tịch John Powell đã thay đổi. Mặc dù ông vẫn nói song song với nhau, có thể tăng, có thể giảm, lúc nào cũng như vậy. Và với cương vị của Chủ tịch John Powell thì sẽ không thể nào nói khác hơn đâu các bạn. Ông ta không thể nào mà đưa ra dấu hiệu là chuẩn bị giảm hay là còn tăng nữa. Ông ta chỉ có thể nói chung chung gì mà thôi. Chỉ nói là phải chờ đợi để có thêm thông tin trước khi mà ra quyết định. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những sự thay đổi trong một số lợi lẽ và rất rõ ràng ngay bây giờ đó chủ tịch John Paul đã càng ngày càng hướng về cái phía trung lập hơn các bạn không còn nhiều hầu như là trước đây nữa và đương nhiên đây là dấu hiệu tốt và chúng ta cũng đã thấy được là ngay bây giờ đó thì không có gì thay đổi hết cuộc họp của Fed trong vòng 11 ngày nữa thì 98.8% là sẽ không tiếp tục tăng thêm lãi suất ngay bây giờ đó là kết quả của CME và khi mà chủ tịch John Powell nói là còn quá sớm để nói về các giảm lãi suất thì chúng ta cũng đã biết là thống đốc của Fed đó chính là Chris Waller cách đây một ngày thì nói là khả năng chúng ta sẽ thấy Fed cắt lãi suất lần đầu tiên trong đợt này có thể là khoảng chừng hè năm sau các bạn. Chúng ta đã nói tới thông tin này cái tiền một ngày thì mọi thứ đều hướng về là Fed càng ngày càng hướng về cái phía bồ câu hơn và khả năng đó lãi suất đỉnh điểm chúng ta đã thấy rồi sẽ không có bất cứ thêm một đợt tăng lãi suất nào nữa và từ đây cho đến cái cuộc họp kế tiếp đó, chúng ta cũng đã từng nghe Chris Waller nói là ông sẽ không có dựa vào một thông tin nào và chúng ta cũng đang nhìn thấy được là chủ tịch John Powell cũng đã từng nói là sẽ không dựa vào một thông tin riêng lẻ nào để ra quyết định liên quan tới lãi suất. Phải nhìn thấy được là một cái chuỗi thông tin kết nối với nhau để mà đưa ra quyết định. Cho nên cho dù là chúng ta có một chỉ số phần trăm lạm phát tôi không nhớ là khi nào, phần trăm lạm phát mới bắt đầu công bố nữa các bạn đi thường lên trang web để xem coi là khi nào thì CPI mới công bố. Cái ngày kế tiếp chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI đó chính là ngày 12 tháng 12 và cái ngày kế tiếp mà Fed ra quyết định liên quan tới lãi suất sẽ là ngày 13 tháng 12 các bạn nghĩa là Fed sẽ nhận được thông tin liên quan đến CPI trước khi mà ra quyết định và thường nó những thông tin như thế này nếu như mà quá cận giờ đó thì họ sẽ biết trước một ngày các bạn nghĩa là khoảng chừng nửa đêm ngày trước đó họ đã biết rồi thì họ mới có thể bàn luận và ra quyết định được thì câu hỏi là lỡ như mà chỉ số cpi không như mong muốn thì như thế nào chúng ta có thấy chỉ số này tăng trưởng hay không nghĩa là khả năng sẽ tăng thêm lãi suất thì nếu như mà các bạn nhớ những gì được chia sẻ bởi chủ tịch john powell và thống đốc chris waller ngày hôm qua thì họ sẽ dựa theo một chuỗi thông tin chứ không phải là một thông tin riêng lẻ cho một tháng nào hết có nghĩa là trong vòng mấy tháng qua các bạn thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát đã đang hướng về cái xu hướng tốt thì cho dù chúng ta có một chỉ số cpi không như mong muốn thì dựa theo những gì mà chúng ta đã nghe từ fed ấy, cũng sẽ không thay đổi quyết định của họ đâu tại vì họ không dựa vào một tháng đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến phần trăm lãi suất nói chung điều mà các bạn nên biết ở đây đó là khả năng rất là cao bây giờ là chúng ta sẽ không có thêm một đợt tăng lãi suất nào nữa hết và chúng ta đang ngồi chờ đợi coi năm sau khi nào thì Fed mới giảm lãi suất chuyển qua để nói về crypto các bạn thì giá của bitcoin đó chúng ta đang thấy được là vẫn đang tiếp tục tiến tới và cách đây vài tiếng đồng hồ đó đã đạt cái mức cao trong năm rồi là ở mức là khoảng 39.000 đô các bạn. Tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào, giống như là ở trên Coinbase đó, thì các bạn thấy được là lên tới cái mức là khoảng 38.999 chưa thật sự đạt được mức 39.000 đô nhưng mà ở trên Binance thì đạt được mức 39.000 đô nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn xoay quanh cái mức cao đó các bạn 38.775. Nói chung đó là rất là tốt. Và cuối tuần này đã không biết nó có đủ sôi động để tiếp tục đẩy giá Bitcoin tăng lên hay là không. Và chúng ta đã thấy là trong ngày hôm nay đó lại có hàng loạt những thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Không bao giờ là quá bất ngờ rồi các bạn, chúng ta sẽ nhận được thông tin dồn dập tại vì thời gian ngày càng rút ngắn lại. Chúng ta đã biết là cái ngày mà phải ra quyết định cho Bitcoin Spot ETF đó chính là ngày 10 tháng 1 cho ARK Invest. Và đây là cái ngày hạn chót nghĩa là không thể tiếp tục trì hoãn nữa. SEC chỉ có thể trì hoãn 240 ngày mà thôi. Và điều cực kỳ thú vị, chúng ta cũng đã biết là SEC đó đã ra quyết định trì hoãn cho cái quỹ Franklin và Hasdex vào cách đây thường nhớ là vài ngày đó. Nhưng mà chúng ta có biết là bây giờ SEC đó đã có văn bản chính thức là họ sẽ trưng cầu ý kiến cộng đồng cho hai cái quyển này thì khi mà họ mở một cái đợt ý kiến cộng đồng đó thì bất cứ ai cũng có thể viết thơ đến cho SEC, email cho SEC để nói là tại sao nên hay là không nên chấp nhận Bitcoin Smart ETF. Đây là một cái cách câu giờ mà thôi các bạn. Nhưng mà điều thú vị hơn đó là họ nói là tất cả những ý kiến này phải nộp vào ngày 5 tháng 1 hay là sớm hơn. Cái này các bạn nghe cảm thấy quen quen tại vì nó trùng hợp với lại cái sự chia sẻ đến từ Bloomberg James Safer ngày hôm qua. James Safer nói là chúng ta có một cái cánh cửa để cho phần lớn hay là tất cả tôi không nhớ. Nhưng mà nói chung đó, cái cánh cửa thời gian đó là từ ngày 5 cho đến ngày 10 tháng 1 của năm sau. Đó là lúc mà phần lớn hay là hầu hết tất cả Bitcoin Smart ETF đều sẽ được thông qua. Và hôm nay chúng ta đã thấy được là hai cái quỹ này thì sẽ kết thúc trưng cầu ý kiến vào ngày 5 tháng 1 Như thông chia sẻ với các bạn đó Thường những người như là Thuần với các bạn sẽ không có nộp đơn lên Scc đâu Chúng ta sẽ có những đơn vị giống như là trường học Hay là những đơn vị đầu tư, những công ty nghiên cứu Họ sẽ đệ đơn vào Và đối với thị crypto đó các bạn đừng có lo Mỗi lần mà có trưng cầu ý kiến đó, thì rất nhiều những đơn vị những công ty crypto sẽ nộp ý kiến cho sec nói là nên thông qua nhưng mà đây chỉ là ý kiến thôi các bạn chứ còn quyết định có thông qua hay không đó là quyết định của sec và đây như thường chia sẻ với các bạn chỉ là một cái cách để mà câu giờ mà thôi có thể là họ cần thêm thời gian để làm gì đó cho nên chưa thể ra quyết định ngay bây giờ được mặc dù là chúng ta đã biết tất cả đều dựa vào ngày 10 tháng 1 hiện tại. Những cái ngày sau đó đó không phải là không quan trọng nhưng mà nói chung nếu như mà quỹ của ARK Invest mà bị từ chối vào ngày 10 tháng 1 đó thì phần lớn các quỹ đều cũng sẽ bị từ chối luôn các bạn. Và nếu như mà quỹ ARK Invest được thông qua thì phần lớn các quỹ đều sẽ được thông qua cùng một lúc. Chứ nếu không nó sẽ có quỹ được thông qua trước có quỹ được thông qua sau sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trên thị trường và sẽ cho lợi thế cho một số những công ty và SEC không muốn là bị kiện sau này cho nên nếu như thông qua đó họ sẽ nói là bây giờ tất cả thông qua và tất cả chuẩn bị còn sau này đó ai giành được thị trường thì tùy theo băng lĩnh mà thôi chứ còn SEC không phải là người ra quyết định ai được quyền có trước có sau. Chúng ta cũng có thêm một thông tin nữa là công ty Hasdex thì công ty Hasdex chúng ta đã biết là đầu tuần này đã gặp riêng SEC và sau đó họ cũng đã chỉnh sửa văn bản Bitcoin Spot ETF của họ để mà nộp lại vẫn tiếp tục là những dẫn chứng cho chúng ta thấy được là mọi thứ vẫn đang diễn ra hiện tại và chúng ta cũng thấy được là Trayscale đó cũng đã có một cái văn bản nó giống như là văn bản FAQ của bạn như là văn bản trả lời những câu hỏi thường lệ và đương nhiên những người mà đầu tư vào Grayscale Bitcoin Trust bây giờ đó họ có rất nhiều những câu hỏi là khi mà được thông qua Bitcoin Smart ETF rồi đó, nếu như mà ngày đó xảy ra thì mình cần làm gì mình là người lưu trữ GBTC thì cổ phần của mình sẽ ra sao vân vân Nói chung đó thì Rayscale cũng đã làm một văn bản trả lời và nếu các bạn là một người mà đang lưu trữ GBTC thì các bạn không cần phải làm gì hết, tất cả sẽ được thay đổi theo quy định của SEC. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là Rayscale cũng đã có sự chuẩn bị và có một số bạn hỏi thuận sao mà chúng ta không nghe nói tới nhiều thông tin liên quan đến là BlackRock hay là Rayscale đó họ mướn người liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì thật ra họ đã đăng tin mướn người cách đây nhiều tháng rồi thì các bạn đã nhớ là thường chia sẻ một số những cái thông tin trước khi mà blackrock chính thức để đơn để có bitcoin smart etf là họ đã mướn người biết về etf trước đó cho nên bây giờ đó họ đã có sẵn nhân lực rồi các bạn. Thường biết là một số bạn có thể cảm thấy nhàm chán với thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF tại vì nó gần như là lặp đi lặp lại và cũng đúng các bạn chúng ta thấy được là SEC gặp công ty này rồi gặp công ty kia rồi công ty này để đơn chỉnh sửa công ty kia để đơn chỉnh sửa chúng ta thấy được là công ty này ra dấu hiệu công ty kia ra dấu hiệu rồi người này lên đài truyền hình người kia là truyền hình đúng là hơi nhàm chán các bạn nhưng mà đó là những thông tin rất là quan trọng nhiều khi đó thường cũng không có chia sẻ những thông tin lặp lại ở trên màn so với các bạn nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục nói đến trong vòng 5 tuần nữa các bạn điều tốt là trong vòng 5 tuần nữa chúng ta sẽ biết kết quả cuối cùng và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua để mà chú tâm nói tới Bitcoin having các bạn vào tháng 4 của năm sau chúng ta cũng có một cái thông tin nữa cũng rất là thú vị liên quan tới SEC các bạn và đây là thông tin đến từ tòa án thì nói chung là chúng ta thấy được là có một thẩm phán đó chính là thẩm phán của tòa án Ohio Robert Shelby thì thẩm phán này đã đang không hài lòng với lại SEC vì hành vi lừa dối tòa án liên quan đến dự kiện crypto và đe dọa là sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với SEC thẩm phán này đã không hài lòng với cái cách xử lý của SEC đối với công ty crypto và lo ngại là SEC đã cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm nghiêm trọng nhằm đóng băng hàng triệu đô la tài sản của dự án và các bạn thấy được năm 2023 này đó thì thật sự đầy bất ngờ không những là về giá cả mà còn về tin tức nhưng mà điều làm cho chúng ta bất ngờ nhất đó đối với thuận đó chính là mặc dù chúng ta đã chờ đợi quốc hội Hoa Kỳ ra luật về crypto nhiều năm qua và các bạn thấy được là năm ngoái thì cũng có nhiều hứa hẹn là năm nay sẽ ra luật tới bây giờ vẫn chưa có các bạn thường không biết là quốc hội hoa kỳ làm việc sao mà quá chậm như vậy tại sao tới bây giờ vẫn chưa có luật cứ nói liên tục rồi cứ điều trần liên tục nhưng mà vẫn chưa có luật được đưa ra nhưng mà điều mà thú vị nhất đó là tòa án đã thay quốc hội xử lý rồi các bạn Tòa án năm nay đã nhiều lần ra tay ngăn chặn sự lạm quyền của scc Chúng ta nói tới những sự kiện liên quan tới Grayscale, GBTC, chiến thắng của XRP không phải là chứng khoán, vân vân. Và chúng ta cũng đã thấy được là đồng thời đó cũng đã dạy cho Gary Gensler biết tam quyền phân lập ngoài đời thật là như thế nào cho dù quốc hội không can thiệp thì tòa án cũng sẽ can thiệp các bạn và tòa án đã nhiều lần đứng về hướng của crypto các bạn và trong cái vụ này đó để thùng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì đây là một công ty thùng cũng mới biết đến nó có tên là Deathbox và công ty này đó cũng tương tự như những sàn giao dịch bị cáo buộc về SEC là đã lừa dối khách hàng và gian lận tại vì họ đã cung cấp một thứ mà SEC thường hay dùng đó chính là chứng khoán chưa đăng ký, ý nó là crypto đó các bạn. Thì đây là một công ty mà họ cung cấp dịch vụ crypto và đối với SEC đó thì họ nói đây là những cái chứng khoán chưa đăng ký và đáng giá lên tới 49 triệu đô la và cũng tương tự như cái vụ của binance us sec muốn đóng băng tài sản của cái công ty này và các bạn đã nhớ là trong cái vụ của binance us thì cuối cùng đã không đóng băng được thì bây giờ sec lại muốn một lần nữa đóng băng tài sản một công ty đây là một điều mà cực kỳ nguy hiểm các bạn các bạn nên biết đó là những công ty này họ bị kiện bởi SEC kết quả cuối cùng ra sao chúng ta vẫn chưa biết nhưng mà nếu như mà trong thời gian kiện tụng vẫn chưa có kết quả mà tài sản bị đóng băng họ sẽ không thể kinh doanh được có nghĩa là cho dù họ thắng kiện thì thiệt hại của họ cũng cực kỳ lớn cho nên đây là một hành động đó, giống như là muốn tiêu gì một công ty các bạn. Và đối với lại cái dự án này đó thì SEC lần này cũng đã khôn hơn. Không phải là chỉ ra tòa nói là muốn đóng băng tại vì cần phải đóng băng. Mà đưa ra một lý do và lý do của họ đưa ra đó là họ nói là trong vòng 48 giờ qua. Nghĩa là trong vòng 2 ngày qua công ty này đã đóng tổng cộng là 33 ngân hàng. Nghĩa là đóng lại cái chương mục của họ trong 33 ngân hàng này. Vì lý do đó SEC có cái sự nghi ngờ là công ty này đã muốn chuyển tiền ra nước ngoài và giống như là muốn trốn tránh để mà không bị đóng băng và tiền này sẽ bị tổ tán ra nước ngoài vì lý do đó cần phải đóng băng ngay lập tức nhưng mà cái điều thú vị đó là các bạn thấy được là sau khi mà đọc kỹ những gì được chia sẻ về SEC thì tòa án đã hỏi SEC có phải là bị cáo đã đóng 33 ngân hàng của họ lại trong vòng 48 giờ qua hay là không thì lúc này SEC mới nói là wow, đúng là bị cáo đã đóng 33 tài khoản nhưng mà không phải là trong vòng 48 giờ qua nhưng mà đã từ tháng 7 của năm nay khi mà thấy được là bắt đầu là câu chuyện nó bị thay đổi rồi sau khi mà hỏi thêm mới biết được là không phải là công ty này gọi ngân hàng nói là bây giờ đã đóng tài khoản của mình lại mình không muốn nữa mà những ngân hàng này không biết vì lý do gì đã ra quyết định là không làm việc với công ty này nữa cho nên cái tài khoản đó mới bị đóng lại cho nên cũng không phải là tại vì công ty này muốn đóng mà ngân hàng muốn đóng tài khoản của họ và lý do tại sao sec cũng không biết các bạn thấy được là đây là lý do tại sao mà thẩm phán không có hài lòng và nói là sec đó đang lừa dối tòa án và cung cấp những cái thông tin sai lệch gây hiểu nhầm nghiêm trọng rõ ràng đó là sec dùng thông tin này để mà muốn đóng bằng tài khoản của cái công ty này nhưng mà khi mà tìm hiểu rõ hơn đó thì công ty này không có dấu hiệu gì bỏ trốn hay là họ không có dấu hiệu gì tẩu tán tài khoản hết chỉ là ngân hàng của họ quyết định là không làm ăn với họ nữa. Cho nên thẩm phán đã nói là họ có thể là truy cứu trách nhiệm với SEC về cái tội là lừa gạt tòa án các bạn. Nói chung đó, thì uh, Gary Chancellor đang gặp rất là nhiều cái uh, sự đẩy lùi đến từ tòa án của Hoa Kỳ và thật ra đó các bạn đã thấy được là có một cái clip gần đây có rất nhiều những cái clip à, đến từ trường đại học MIT đây là cái trường mà Gary Gensler đã dạy trước khi mà nhận chức chủ tịch của SEC thì lúc mà còn dạy học đó các bạn đã biết là Gary Gensler là một người mà rất là ủng hộ dựa theo những gì mà ông dạy đó ông cực kỳ ủng hộ crypto các bạn nói là Bitcoin là một cái nền tảng mà ủng hộ nói là tiêu không phải để chứng khoán nói một trong những dự án ông yêu thích đó chính là Grand. nhưng mà chúng ta đã thấy được hôm nay lại có thêm một cái clip nữa Đây là một cái clip khi còn là giáo sư đó, thì Gail Chancellor đã cho bài tập về nhà là các học sinh đọc Bitcoin White Paper Ông rõ ràng là rất yêu thích Bitcoin trước khi nhận chức chủ tịch SEC Chỉ đáng tiếc có lẽ trong một vũ trụ khác một thế giới khác chúng ta có thể là bạn của nhau các bạn. Rồi chia sẻ cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp Them are just applications computer code to move the ledger somewhere else But the riddle remained You remember that riddle, how to move money peer to peer without a central authority. And that's what I'm asking for next class, Thursday, to actually read. I wouldn't wing it, and I wouldn't be afraid of it. Satoshi Nakamoto wrote a paper that everybody in this class, if you're at MIT and a few of you are at Harvard, I'm telling you, you can read it. You'll understand maybe a half to two thirds of it. It's not deeply technical. It, it's, 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 and it's only eight or nine pages. But many of them are just. Khi mà đã thấy là Gary Gensler khi còn dạy học với bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Thì có một số bạn có quan điểm lý do tại vì ông đang ở cương vị khác nhau. Cái đó chỉ là đúng một phần thôi các bạn. Tại vì người mà ra quyết định là có chấp nhận để mà làm SEC hay không đó chính là Gary Gensler và khi mà ông chấp nhận chức vụ chủ tịch thì đương nhiên là ông sẽ có một cái suy nghĩ là ông sẽ là chủ tịch như thế nào và đối với lại những cái luật lệ bây giờ đó ông sẽ có những cái áp dụng như thế nào các bạn chứ không phải nào mà đi hoàn toàn ngược lại với những gì mà mình nói trước đây nó chỉ có thể là đến từ một động lực khác mà thôi và cũng không phải hoàn toàn là vì tiền nữa các bạn các bạn có biết là Gary Gensler đó thì ước tính bởi Bloomberg là Gay -canceller. Tài sản là khoảng 115 triệu đô la các bạn Một con số cực kỳ kinh khủng luôn các bạn Con số không hề nhỏ Và đương nhiên ông nhận chức vụ Chủ tịch SEC Không phải là chức vụ cuối cùng mà ông muốn đâu Có thể là ông được hứa hẹn nhiều thứ khác các bạn Và nhiều tin đồn bây giờ Là cái chức vụ mà Chủ tịch Gay muốn kế tiếp Đó chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhưng mà mọi thứ có thể không như ông mong muốn đâu các bạn Nếu chúng ta có một tổng thống mới từ một đảng mới thì Joe Chancellor có thể là sẽ không tiếp tục giữ được chức này nữa. Nói chung đó, thì chúng ta cũng sẽ không còn nói nhiều về Gary Chancellor sau này đâu, tôi nghĩ là như vậy. Ngày hôm qua đó chúng ta cũng xem một cái clip ngắn liên quan đến tổng thống của Colombia các bạn thì hôm nay đó chúng ta cũng đã thấy được là tổng thống Colombia Gustavo Petro chính thức trở thành một Bitcoin holder các bạn. Tổng thống Petro đã chấp nhận món quà là 100.000 Satoshi, nghĩa là 0.001 BTC, chỉ khoảng 39 đô la thôi các bạn. Từ CEO, thật ra thuận để là Blockstream nhưng mà à, đây là CEO của Chain3, đó chính là Samson Mao các bạn. Nhiều bạn nói là tại sao Samson Mao tặng chỉ có 39 đô vậy? Thật ra đó, tặng bao nhiêu đó thì chỉ có hai người này biết thôi các bạn. Nhưng mà đối với lại công chúng đó thì đây chỉ là một cái món quà tượng trưng thôi, tượng trưng cho cái sự chấp nhận Bitcoin đến từ tổng thống Gustavo Petro. Đây cũng là một cái thông tin tốt các bạn. Chúng ta đã biết là bây giờ đã tổng thống Petro nói là ở Colombia ông sẽ bắt đầu tổ chức một phần thử nghiệm xem coi là kết quả ra sao. Nhưng mà các bạn thấy được là càng ngày càng có nhiều quốc gia ít nhất là họ muốn tìm hiểu thêm, nhất là khi mà họ nhìn thấy El Salvador chấp nhận Bitcoin trong vòng 2 năm qua đó thì biết bao nhiêu những chuyên gia nói là đây là một cái ý kiến cực kỳ tệ và sẽ làm sụp đổ nền kinh tế. 2 năm sau vẫn như vậy và họ trả được nợ các bạn và họ có thêm nhiều người đến du lịch quốc gia của El Salvador el salvador được biết đến nhiều hơn và chúng ta cũng thấy được là có thêm công an việc làm cho quốc gia của họ cho nên kết quả đó cho dù là bitcoin không có được sử dụng rộng rãi hàng ngày như là nhiều người tưởng trước đây nhưng mà đó cũng không phải là một cái gì đó thất bại đâu các bạn ít ra chúng ta cũng thấy được là bitcoin mang lại lợi ích cho quốc gia và có thể colombia cũng muốn thử như vậy nói tới el salvador đó thì có một cái thông tin tối thường nó cũng hơi kỳ lạ một chút các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới tại vì Thuần cũng không có biết rõ về luật của El Salvador liên quan đến tranh cử tổng thống. Thì thông tin ngày hôm nay đó là tổng thống El Salvador Nayib Bukele, đây là cái người mà đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp các bạn, một người cực kỳ ủng hộ Bitcoin. Thì hôm nay đó ông đã từ chức tổng thống để dành thời gian tập trung vào chiến lược tái tranh cử của mình vào năm 2024 và tranh cử sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Nhưng chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 3 tháng nữa thôi là đến cái tranh cử chính thức của El Salvador Thì hiện bây giờ đó chúng ta có một người có tên là Claudia Rodriguez de Guevara Sẽ tạm thời giữ chức tổng thống và cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò này ở El Salvador Và sẽ giữ chức này cho đến tháng 6 của năm 2024 Najib Kelly sẽ tiếp tục trở về chức vụ tổng thống nếu như mà ông thắng cử thì cái này nó khác với lại hoa kỳ cho nên thường cũng không có đẹp đâu ở hoa kỳ thì các bạn đã biết là vẫn giữ chức vụ tổng thống và vẫn có thể là tái tranh cử chúng ta cũng đã thấy là những cái tổng thống trước đây như chúng ta nói tới là cựu tổng thống donald trump cũng như vậy trước đó chúng ta có cựu tổng thống obama cũng như vậy và trong cái năm tới đây đó khả năng là chúng ta thấy được là tổng thống Biden cũng sẽ là như vậy Thì không biết tại sao mà ở El Salvador cần phải từ chức tổng thống để dành thời gian tranh cử Cái đó không có rành các bạn Có thể là không có gì để mà đáng quan tâm hay là thật sự là có gì đó đang xảy ra Cái đó không có rõ ở đây các bạn hãy comment ở bên dưới. Chúng ta còn một số thông tin khác nhưng mà trước hết thì có một thống kê đến từ Rayscale của các bạn. Thì Rayscale đó cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ ước tính là số lượng Bitcoin được phân phối bao nhiêu. Và cái mà thường muốn các bạn lưu ý đến là Bitcoin được mua trên sàn thực sự không có là bao nhiêu hết các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo Rayscale đó họ ước tính tất cả Bitcoin trên thị trường hiện tại có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin được lưu thông thì bây giờ là 19 triệu rưỡi Bitcoin các bạn đã biết là chúng ta còn khoảng chừng là một triệu rưỡi nữa là sẽ đào từ đây cho đến khoảng chừng là 100 năm sau nhưng mà phần lớn sẽ được đào trong vòng khoảng chừng là 20 năm tới đây thì Tuy chúng ta biết là trên thị trường đó lý thuyết là có hơn 19 triệu Bitcoin nhưng mà thật sự số lượng các bạn có thể mua trên sàn ngay bây giờ không tới 11%, các bạn, 10.97% mà thôi. Chúng ta thấy được là một phần được nắm giữ bởi Coinbase là khoảng 4.5%. Phần còn lại được nắm giữ bởi Binance là 3.11%, còn lại đây các bạn thì lại chỉ có 3.3% phân phối cho những sàn còn lại. Có nghĩa là các bạn muốn thu mua một số lượng lớn cũng không có nhiều Bitcoin như các bạn nghĩ đâu ở trên những sàn giao dịch. Cho nên mỗi lần mà chúng ta thấy được là có cái gì đó mà mọi người FOMO hay là quá hào hứng đó, mọi người muốn tích lũy thì khi mà họ lên trên sàn đó họ mua ai cũng muốn mua OTC các bạn tại vì mua OTC giá sẽ tốt hơn nhưng mà OTC là sàn dòng ngoài nó cũng không phải là có bitcoin mãi mãi đâu chỉ là một phần mà thôi thì họ cuối cùng cũng phải lên trên sàn bình thường để mà mua cho nên chúng ta mới thấy được là giá cả có cái sự tăng trưởng nhưng mà cho dù như vậy chúng ta nhìn thấy được sàn thông thường nó chỉ có không tới 11% của số lượng bitcoin và ngày càng ít đi các bạn nhất là những người mà đầu tư dài hạn họ mua rồi họ làm gì các bạn họ đem ra khỏi sàn tích lũy vào bí cá nhân cho nên càng ngày số lượng trên sàn càng ít hơn Bitcoin thật sự hiếm hơn các bạn nghĩ và chúng ta có khoảng chừng là 14% Bitcoin đã không di chuyển 10 năm các bạn thấy được là con số này đã rất là cao nghĩa là 14% Bitcoin đã không di chuyển 10 năm trở lên chúng ta đã biết là Bitcoin đã chỉ có khoảng chừng là 14 năm mà thôi mà 10 năm không di chuyển thì khả năng Phần lớn số lượng Bitcoin này đã, đã mất khóa cá nhân rồi hay là thuộc về Satoshi. Chứ còn chúng ta đã thấy được là trong dòng 4 năm qua thôi giá cả đã tăng trưởng và giảm như thế nào rồi. Làm sao một người có thể đầu tư cái đây 10 năm mà không đụng tới Bitcoin của mình tới bây giờ các bạn. Đó là một điều mình thường cảm thấy là nó không có phải là một sự kiện thường thấy đâu. Cho nên một người bình thường đó họ đã bán và đã mua rất nhiều lần trong vòng 10 năm qua. Cho nên chúng ta thấy được là con số này khả năng là đã mất khóa cá nhân rồi. Có nghĩa là con số này không được tính trong cái số lượng Bitcoin đang có trên thị trường các bạn thấy được là càng ngày đó cái số lượng bitcoin các bạn nhận ra được không phải là quá nhiều đâu chúng ta nhìn thấy được là những miners như là những cái xưởng đào đó thì họ đang lưu trữ khoảng chừng là 8.7% những người này họ sẽ bán các bạn chắc chắn rồi tại vì họ đào bitcoin đó để kiếm tiền mà đây là cái cách họ kinh doanh nhưng mà thường đó các bạn thấy được là những thời đào họ sẽ bán cùng một lúc giống như là năm nay đó thì thời điểm hè họ đã cùng bán trong vòng khoảng chừng là hai ba tháng gì đó rồi họ ngưng họ thường nó đào xong rồi lưu trữ chờ đợi cái thời điểm tốt để mà bán ra cái số lần đó là 8.7% chúng ta có một số những cái công ty tư nhân công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ nhưng mà cái số lần đó cũng phải đi nhiều lâu các bạn khoảng chừng là hơn 3% chút xíu mà thôi và những công ty này đó các bạn đã thấy trong vòng bao nhiêu năm qua đã chứng minh được khi mà họ mua đó thì không phải là họ mua để mà họ chờ đợi lời 10% 20% hay là lời gấp đôi rồi họ bán đâu. Những công ty này họ mua vì có lý do của họ, họ mua để mà lưu trữ và họ chỉ bán khi nào mà họ cần tiền để mà kinh doanh hay là họ chỉ bán khi nào mà họ không còn tin tưởng Bitcoin là tài sản nên lưu trữ nữa. chứ như chúng ta nói tới trong trường hợp của Tesla đó họ đã bán một số lượng lớn Bitcoin, khả năng là họ cần tiền đó để mà tiếp tục kinh doanh các bạn tại vì thay vì lý chủ từng mặt thì họ đã lưu trữ Bitcoin giống như là một tài sản thì đương nhiên họ lưu trữ tiền mặt để mà dùng trong lúc cần thiết thì lúc mà cần thiết họ cũng sẽ bán Bitcoin của mình cho nên chúng ta thấy được là những công ty này đó họ sẽ không có phải là mua và bán dựa theo thị trường tăng giá hay giảm giá đâu họ chỉ mua và bán dựa theo sự cần thiết của công ty mà thôi cho nên chúng ta cũng không có nghĩ là họ sẽ cùng nhau bán khi mà giá tăng hay là cùng nhau mua khi mà giá xuống gì hết và dựa theo Michael Saylor thì công ty Michael Strategy sẽ mãi mãi và mãi mãi không bán Bitcoin cái đó đó thì thường không có biết Cái nền tin hay không các bạn nhưng mà bây giờ cho là vậy đi trong vòng mấy năm qua đó cho dù là tình hình không tốt thì Michael Saylor vẫn cho chúng ta thấy được Michael Strategy vẫn Diamond Hand vẫn tiếp tục thu mua thêm và chúng ta có khoảng chừng là 3.6 là đang lưu trữ bởi một số những quỹ đầu tư con số này nó sẽ tăng cao hơn các bạn khi mà có Bitcoin Spot ETF tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy là đây là một trong những đơn vị mà sẽ bắt đầu tích lũy thu mua và các bạn thấy được là bây giờ đã không còn nhiều Bitcoin trên sàn mà những cái quỹ này họ lại cần phải thu Bitcoin nữa. Thì chúng ta có thể thấy đây là lý do tại sao mà nhiều người nghĩ là giá trong đợt này có thể tăng cao hơn là nhiều người tưởng tượng. Tại sao những quỹ này lại tích lũy các bạn? Tại vì có những nhà đầu tư họ muốn có cổ phần Bitcoin Spot ETF nếu như mà được thông qua. Và những nhà đầu tư đó có phải là những nhà đầu tư trong thị trường bây giờ hay không thì khả năng là không đâu các bạn. Khả năng là cái sự trùng hợp đó rất là thấp. Tại vì chúng ta nên biết lý do tại sao mà những quỹ đầu tư tư này muốn có bitcoin spot ETF thì bị họ biết có một cái dòng tiền không có muốn tạo tài khoản trên Coinbase họ không muốn tự lưu trữ khóa nhân của mình họ không giống như thùng về các bạn họ chỉ muốn đầu tư để mà đa dạng hóa mà thôi cũng giống như là họ đầu tư vào vàng ETF họ đầu tư vào vàng VETF nhưng mà họ không có muốn tự lưu trữ vàng thì cái logic cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy được là ETF và những cái quỹ này sẽ từ 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 thu mua thêm Bitcoin khi mà có nhu cầu tăng cao hơn. Chúng ta còn lại một phần dưới này đó là government có nghĩa là những chính phủ các bạn. Chúng ta đã biết là chính phủ lưu trữ nhiều Bitcoin nhất bây giờ. Đó chính là chính phủ Hoa Kỳ. Họ lưu trữ khoảng chừng là 194.188 Bitcoin. Và đây là cái số lượng Bitcoin họ tịch thu được từ những cái vụ hát hay là từ cái sự kiện của Silk và họ sẽ bán từ từ nhưng mà các bạn thấy được là họ bán rất là chậm một năm chỉ bán có một phần mà thôi và những chính phủ khác đó thì lưu trữ khoảng chừng là 48.798 Bitcoin hiện tại đây là một cái thông tin cho các bạn thấy được một cái nhìn tổng quát là cái số lượng Bitcoin trên thị trường đang phân phối như thế nào và sự thật đó còn nhiều Bitcoin trên sàn giao dịch hay là không thì câu trả lời của Thuận là không nhiều như các bạn nghĩ đâu chúng ta nhìn vào Tổng thị trường hôm nay đó thì cũng có sự tăng trưởng các bạn, tăng 1.4% vốn hóa và chúng ta đã tăng qua khỏi mức là 1,5 nghìn tỷ rồi. Và hôm nay cũng là một ngày rất là xanh cho rất nhiều những altcoin hiện tại. Và chúng ta đã mở đầu một cái cuối tuần cũng rất là lạc quan các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin, thông tin này đã là liên quan tới FTX và Alameda. Thì thông báo từ Spot on Chain cho thấy được là đã có một số tiền rời khỏi cái ví của FTX và Alameda tổng cộng là khoảng chừng là gần 11 triệu đô la và họ đã di chuyển tổng cộng là 8 loại crypto. Chúng ta có 10 triệu token GMT như là đáng giá khoảng chừng là 2 triệu rưỡi đô la. Chúng ta có 407 nghìn đồng UNI đáng giá khoảng chừng là 2 triệu tư. Những năm còn lại các bạn thấy được là SYN, rồi Clay, Phantom Ship, một số nhỏ Arbitrum và SOP các bạn. Nói chung đó thì chúng ta đã biết là gần đây tòa án cũng đã bắt đầu cho phép FTX và Alameda Bắt đầu là di chuyển một số crypto để mà bán Và di chuyển lên những sàn như là Binance, Coinbase và Vintamil Và đây không phải là lần đầu tiên họ di chuyển đâu các bạn Hồi tháng 3 họ cũng đã di chuyển một phần rồi Và gần đây họ cũng đã có thể bán những cổ phần như là GBTC Và đương nhiên số tiền này á Khi mà họ bán rồi là một phần là để tiếp tục trả tiền pháp lý Một phần khác đó là để trả lại cho nạn nhân Bây giờ đó thì họ có tiến triển để có FTX 2.0 không đó thì vẫn chưa rõ các bạn khi nào mà có trên thông tin sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà con số này đó cũng không phải là nhiều lắm cho nên các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nói chung đó thì à, gần 11 triệu đô la nhưng mà chia ra thành tám loại crypto này và dành cho những người nào mà quan tâm đến cái drama cuộc chiến giữa Elon Musk và những công ty tài trợ quảng cáo đó thì các bạn đã biết Elon Musk nói gì rồi và hôm nay đây chúng ta đã nghe thông tin chính thức đến từ Bob Iger các bạn đó chính là CEO của Disney đây là người mà Elon Musk đã gọi thẳng tên và nói là go f yourself các bạn đã nhớ rồi và chúng ta đã thấy được là Bob Iger đã, đã trả lời ngày hôm nay là tôi rất tôn trọng Elon và những gì Elon đã đạt được chúng tôi cảm thấy là sự hợp tác cùng với Elon Musk và X không nhất thiết là một điều tích cực đối với chúng tôi và chúng tôi đã quyết định rút quảng cáo của mình. các bạn nên nhớ là Disney sở hữu đài ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studio, Lucasfilm, 20th Century Studio, Disney Channel và rất nhiều những công ty khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. trong đó có Hulu, các bạn có Fox Family, Fox Animation và hơn 200 thương hiệu khác. Thùng không biết là cái thiệt hại tài chính sẽ là bao nhiêu đó với X có thể là chúng ta sẽ biết sớm mà thôi các bạn nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta ngày hôm nay lại có một siêu thị lớn các bạn đó chính là siêu thị walmart đây là siêu thị lớn nhất ở bắc mỹ và họ cũng đã tuyên bố là sẽ rút quảng cáo trên x lý do đó họ chỉ để chung chung thôi họ nói là chúng tôi không quảng cáo trên x vì chúng tôi đã tìm thấy các nền tảng khác phù hợp hơn để tiếp cận khách hàng của mình à, chúng ta đã thấy được có hai cái điều đang xảy ra một đó là chúng ta đã thấy được là có người ủng hộ elon musk và nói là muốn tiếp tục quảng cáo hay là muốn bắt đầu quảng cáo để mà hỗ trợ. Có một số công ty đó thì họ không thích cho nên bây giờ là họ sẽ không quảng cáo nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái điều thú vị là cái phong trào tẩy chai Disney và tẩy chai Hulu nó vẫn đang xảy ra. Theo thông biết là có rất nhiều người họ lên mạng tìm kiếm cách nào để mà hủy đăng ký Disney Plus hay là Hulu. Disney Plus là cái account mà các bạn có thể xem những cái phim của disney giống như là các bạn xem netflix gì đó thì các bạn cho tiền hàng tháng và hulu thì đây là một cái ứng dụng để xem những cái show trên đài truyền hình nói chung thì có cái phong trào tẩy chay hulu và disney plus đang diễn ra các bạn và elon musk cũng đã chia sẻ cách đây vào tiếng đồng hồ là hãy nhìn xem những nền tảng khác và những cái chủ đề, những cái post liên quan đến là chống do Thái đã cũng có và có rất nhiều giống như là có nhiều video trên TikTok hay là trên Instagram và cái số lượng, không biết là cái này là ai làm các bạn để mà so sánh nhưng mà dựa theo cái so sánh này đó thì cái số lượng đề tài chống do Thái hay là chống Israel ở trên X không phải là nhiều lắm so với những cái nền tảng khác. Trong khi mà những công ty như là Disney hay là chúng ta nói tới những công ty gần đây như là Apple đó thì họ cũng quảng cáo rất là nhiều trên những cái nền tảng này. X chỉ là một phần nhỏ mà thôi nhưng mà không. Họ lại muốn tấn công X và X lại là, là chủ đề mà được nói đến bởi báo chí. Nói chung thì Elon Musk nói đây là một cái đợt tấn công vào công ty của Elon Musk. Và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là thú vị các bạn. Đây là cái thông tin liên quan tới sàn Binance. Thì dựa theo Bloomberg, không biết là họ lấy nguồn tin từ đâu, nhưng mà họ nói là họ có lòng tin là Binance đã tổ chức một bữa ăn tối cho các nhà tạo lập thị trường lớn nhất của mình để thông báo về việc giải quyết 4 tỷ đô la về bộ tư pháp Hoa Kỳ. Và đây là một cái bữa tối trước khi mà có cái thông tin thỏa thuận với lại bộ tư pháp các bạn và đã có cách đó vài tháng rồi và sau các cuộc trò chuyện với lại đại diện công ty có mặt tại bữa tối đó thì một số khách hàng VIP của họ đã biết là Binance sẽ phải trả số tiền đó một số tiền mà Binance nói là có thể dễ dàng chi trả thì trong cái bữa ăn tối này CG không có mặt ở đó nhưng mà Richard Tang CEO hiện tại của Binance đã có mặt đây là thông tin đến từ Lombard các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn